Chúng ta đến với trận thi đấu thứ hai của Chim Sẻ và BB. Tỷ số đang là 1-0 dành cho Chim Sẻ sau một trận thi đấu được đánh giá là cực kỳ mãn nhãn. Kèo thi đấu còn là chạm 5, vì vậy chúng ta sẽ còn phải chờ đợi. Bãi quả phụ dành cho Chim Sẻ đã có luôn. Một voi. Nó bị chèn vào đây. Hỏi Tùy. Một trận. Không biết trận nào là trận chuẩn đâu. Trận đầu là anh dừng lưu. Một cái ai ghi là đúng rồi. Xem trận này. Đấy, xóa trận 2. Thư đó, xem nó đang có chạy không. Nó không chạy đúng không. Xóa trận đấy đi. Xem trận dưới đó. Xem cho chắc. Nó đang chạy mê đúng không. Cũng không thấy chạy. 3:30 đấy, xóa trận này đi. Đây là trận trước. Cùng quay trở lại với màn hình máy của game thủ Chim Sẻ Đi Nắng. Trong một bài mà Chim Sẻ đang phải lùa hiệu sát mép tường. Dừng. Một rừng thông. Hướng 9 giờ là một rừng già. Cũng không cần phải để ý nhiều tới. Trừ khi là toàn rừng dừa như trận đầu tiên gặp Hoàng Mai Nhi thôi. Còn về cơ bản thì chúng ta vẫn để ý nhiều hơn tới những pha điều cùng của cả hai game thủ Chim Sẻ BB như trận thi đấu trước. Gỗ đầu của Chim Sẻ là quá xấu. 3 cây gỗ 40. Nếu nó là 4 cây gỗ 75 thì mọi chuyện đã khác. Bỏ chuột tắt khỏi màn hình BB đi. Bảo ai quay phát đấy. Vâng, quả phụ và có voi, một bài chuẩn dành cho Chim Sẻ. Và có lẽ để Chim Sẻ ép đời lỗi trận này cũng khó. Có một cái điều là lực gỗ sẽ hơi yếu một chút do gỗ đầu của Chim Sẻ là xấu. Bài có 5 voi hay 10 voi đối với Seng nó cũng không quan trọng lắm. Nếu như một game thủ không quyết đoán trong việc đưa ra cách đánh của mình là dâng Nga hay đánh tại nhà. Nếu đánh tại nhà thì là ít dân hay nhiều dân. Đó là vấn đề quan trọng nhất của những game thủ chuyên nghiệp khi đánh Seng. Vâng, bài mà càng giàu thì càng lợi thế cho những cái game thủ có lối đánh theo kiểu của chiến tướng, của He He. Họ sẽ ép cho đối phương nghẹt thở và sẽ chết luôn bằng bài dâng Nga của mình. Còn nếu bài giàu mà vẫn cứ xác định đánh theo kiểu là chắc nhà. Vâng, đánh theo kiểu là nhiều dân trâu lên thì nó cũng chẳng khác gì một bài vừa đủ. Rất nhiều voi dành cho game thủ Chim Sẻ. Được rồi. Và đây sẽ là pha câu hai voi tới từ game thủ Chim Sẻ Đi Nắng. Chắc chắn sẽ là pha câu hai voi. Đây sẽ là bài 25+1 của game thủ Chim Sẻ. Chiếc bé thứ 3 thiết kế từ rất sớm. Và đây là bài đấu mà nếu như Chim Sẻ câu toàn bộ được 3 voi về thì Chim Sẻ sẽ không cần phải ăn bãi quả phụ. Nếu cả 3 voi về thì không cần phải ăn quả phụ, vẫn đủ đồ để có thể lên đời. Tiết kiệm được gỗ đóng chiếc nhà BG. Và lực gỗ sẽ là cực khỏe. Đây sẽ là bài đánh theo kiểu của Seng Long. Lên đời ôm gỗ, đúc ruộng, bỏ quả phụ luôn. Và dường như đó sẽ là hiện thực. Không nhiều game thủ đánh theo kiểu này.
Rất nhiều game thủ đã đặt chiếc BG rất nhanh. Chiếc BG thứ hai. Thế nhưng với chim sẻ thì không. Chim sẻ đã lấy lại được cái bất lợi của mình ở thời điểm đầu, khi mà gỗ đầu xa và lực gỗ hơi yếu một chút. Thì bây giờ anh ta đã tiết kiệm được 120 gỗ. Đây sẽ là BA. Và đây sẽ là BM cộng một dân. Và rất nhanh tay. Ngang phớ nhau. Chặt gỗ được nguồn, đó là điều quan trọng đối với mọi game thủ đánh xe. Đánh về lâu về dài. Đây là một bài có khả năng đánh cả lâu. Vâng, đánh cực lâu. Khi mà rừng của chim sẻ nó là mắc binh. Đây sẽ là những chiếc nhà BE của game thủ chim sẻ. Vâng, như vậy là không. Anh không quyết định bò rộng. Cảm nhận của mỗi game thủ là rất khác nhau. Sẽ là bài 25 cộng 1 cho cả hai game thủ và là 5 BA đều. Bây giờ lực thực của chim sẻ đang là quá khỏe rồi. Chúng ta sẽ được chứng kiến một trận thi đấu mà cả BB và chim sẻ sẽ có những turn cung đờ đầu. Nó mang ý nghĩa quyết định cho cả một trận đấu. Trong một thế trận mà chim sẻ bị mất ruộng thì anh vẫn còn một bãi quả phụ để có thể ăn hoang. Đó thế trận về lâu về dài rồi. Còn turn cung đầu sẽ quyết định nhiều thứ. Và rất nhiều khả năng chim sẻ sẽ đi đúng còn BB sẽ đi trượt. Vì mình đang được nhìn màn hình, cả màn hình máy của game thủ BB. Tên cung đầu không lỗi. Dường như sẽ có một tên một dân đào vàng. Chim sẻ đang nhìn thấy rằng là mình không cần phải công nhiều trong trận thi đấu này. Một cung đờ đi. Đây là điều mà chim sẻ không làm khi đối đầu với AOE Trung Quốc, mà chim sẻ làm với một người là AOE Việt Nam. Sự tôn trọng đối thủ đang được đẩy lên hàng đầu. Và đây là gặp quân của BB. Tạm thời chưa biết nhà của game thủ trẻ BB. Các bạn luôn nhớ một điều rằng, kể cả lên sớm với đối phương mà nhiều khi vẫn cứ đẩy một cung đờ đi. Và tỷ số điều đó là 1-0 dành cho BB. Chim sẻ đang rất cần một tuần dự đoán đường đi quân của game thủ trẻ BB. Lực gỗ bây giờ thì lại khỏe. Vẫn là những tuần 5 nhà BA đều. Và chưa biết nhà BB đang ở chỗ nào. Đó là điểm yếu của chim sẻ. Sẻ đang phát triển mắc binh với bài của mình. Đây là một thế bài mà chim sẻ đánh về lâu về dài sẽ có rất nhiều lợi thế, khi anh đã chủ động cho dân đào vàng ngay từ đầu. Đây là một tên bắn vào. Tỷ số là 1 giờ và 3 dân dành, xin lỗi bạn, 1 giờ và 2 dân dành cho game thủ trẻ BB. Nhưng ngay sau đây thì nhiều khả năng BB sẽ bị mất quân. Một giờ và hai dân là những gì chim sẻ bị mất. Chim sẻ vừa ăn lại được 1 giờ tới từ game thủ trẻ BB. Và cuối cùng thì cũng đã tìm ra được nhà của BB nhờ con cung đờ này. Thời điểm chuẩn bị nâng chặt gỗ 2 dành cho chim sẻ, và có lẽ chim sẻ sẽ sóc ngay. Vâng, sẽ kích ngay sau turn này. Sau turn xin quân này sẽ là turn chặt gỗ 2. Vàng chuẩn bị đủ. Khoảng độ phút 20 thì chim sẻ sẽ đủ vàng.
phút 20 sẽ đủ vàng. Và đây là một turn off vào nhà BA của game thủ BB, nhưng BB tạm thời lùi lại. BB đang rất cảnh giác. Những chiếc nhà BE của game thủ chim sẻ đi nắng. Chim sẻ vẫn đang đi quân rất hay. Và đây là một tên BB đi lỗi, một tên cung đờ. BB quyết định đi móc, còn chim sẻ có lẽ sẽ đứng quân đẹp. Một tên kích chặt gỗ 2. Và dân vẫn đang sóc cực đều trong phía khu vực nhà chính nhà mình. BC không. Tiếp tục bắt quân của BB. Điều cung R như hách vậy. Thêm 3 cung R nữa dành cho game thủ chim sẻ. Và có lẽ lợi thế bây giờ thì chim sẻ lấy lại được hoàn toàn lợi thế của mình rồi. Với những gì mình đã mất. Một tên BB đứng dưới dốc. Và tên này BB chết rồi. Rất đáng tiếc cho BB. Anh đánh tốt từ đầu cho đến cuối, nhưng đến tên này thì không. Đây là một tên mà chim sẻ ngay sau tên này sẽ đập BC và đập đầu. Đập BC lên đầu máu và sẽ có một tên OPA dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. BC đây rồi. Sau kích đầu máu thì chim sẻ sẽ OPA. Quá tuyệt vời dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Những lợi thế ở thời điểm ban đầu bị mất, anh ta lấy trọn vẹn. Và bây giờ sẽ là hai kích cung R ốp thẳng vào nhà của game thủ BB. Và bây giờ mới ăn tới bãi quả phụ của mình. Những gì mà chim sẻ đang thể hiện là quá tuyệt vời. BB làm tốt thời điểm ban đầu, nhưng BB lại ham đi móc máy quá, trong khi chim sẻ thì lại tập trung vào phát triển to. Sẽ có một tên ảo dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Chiếc BA thứ 6 vừa bây giờ được thiết kế. Và khi mà quân tới nhà của BB thì đó sẽ là một quân, vâng, sẽ là một số lượng đơn vị quân có đầu máu là 80, tăng liền 2A. Một vài tên đi lỗi của chim sẻ, và chim sẻ chết ngay hai cung đờ. Tình huống này có lẽ anh cũng sẽ ăn lại được cung đờ thôi. Dồn cái tên này về sâu, sau đó sẽ ốp lên nhà BB bằng mặt trước. Chiến thắng đang rất cần với game thủ trẻ chim sẻ đi nắng. Cái khả năng sóc quân và khả năng phát triển đều của chim sẻ đang được thể hiện nhỉnh hơn so với BB. Sóc cả quân cả dân nó khác với việc dừng xin quân để sóc dân. 4-4 thì chúng ta mới dừng xin quân để ta sóc dân nhảy 4. Còn sen thì nó lại khác. Timeline của chim sẻ đang là 110/120. Và 7 nhà BA này nó sẽ quyết định được nhiều điều. BB chưa có đầu máu ở thời điểm này, phút thứ 25. Trong khi đó chim sẻ đã có đầu máu. Và đây là một tên ốp vào của chim sẻ nắng ở hai mặt. Một mặt nhà BA và một mặt ở phía khu vực dãy nhà BE. Dương Đông và Kích Tây. Chim sẻ đang có 7A, còn BB đang có 5A. 5 hoặc 6, vâng, như vậy là dường như có A ở phía trong, 6A. 6A và 7A, nhưng đầu máu là sự khác biệt quá lớn. BB bây giờ mới kích đầu máu. Và nhiều khả năng tỷ số sẽ là 2-0 dành cho game thủ chim sẻ đi nắng. Một pha ốp A rất cơ bản. Dương Đông kích Tây và ốp vào A. BB đang lùi sâu giống như cái cách anh đỡ nhà trong 4-4. Thế nhưng nhà BA khi bị chiếm rồi, và lượng dân đã là như nhau như thế này, rất khó để BB đóng được thêm A ở phía khu vực trong nhà mình. Một tuần quân mới sinh ra tới từ game thủ BB, nhưng khoảng cách của 10 máu trên một con cung R nó đang thể hiện được sức mạnh của chim sẻ đi nắng. Dồn tiếp quân lên, chim sẻ sẽ có chiến thắng ở trận thi đấu thứ hai này. Khởi đầu rất tốt nhưng BB không giữ được lợi thế của mình.